Cháu Quyền xin chào các bác, xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang có mặt tại nhà, hiện tại là cháu đang thuê ở ấy. Thì ngày hôm nay thì Quân là buổi chiều được nghỉ học, thì Quân có bảo là xuống nhà của vợ chồng cháu, bảo là nhờ cháu đi cùng làm gì ấy các bác ạ. Anh Quân lời chào đến các ông các bà đi em. Con chào các ông các bà. Ngày hôm nay con xuống đây có mục đích là rủ anh Quyền để cùng cháu đi kia làm hồ sơ để kéo điện. Sáng nay thì con có đi học về và con ăn cơm xong con cũng xuống đây. Thế mấy hôm nay thì ở nhà là làm những việc gì em? Thế cây hàng ngày thôi. Hôm nọ anh thấy nung vôi là đã làm xong hết chưa? Xong hết rồi ạ. Thế thì đã chia nhau chưa? Chưa, cho nó tan hết rồi mới chia. Mấy bạn chung ở đấy? Cả em nữa là ba người thôi. Thế cái vôi đấy là ngày trước ấy thì là anh thấy là hình như có bốn người hay sao mà bây giờ lại bảo có ba người? Có ba người thôi mà. Ba người à? Em để ý nhá. Nung vôi hay làm cái gì ấy thì ví dụ như có dây nước hay là có cái gì của ông bà chủ đất ấy thì là em tránh ra. Tại vì ông bà chủ đất là cũng hơi bị khó tính ấy các bác ạ. Đấy, cũng khá là khó tính đấy. Nên là mình không làm sai ông ấy, để tí ông ấy nói mình lại không hay, đúng không? Cái gì của ông ấy mình tránh ra. Thế sáng nay thì anh thấy đi qua nhà ấy thấy có các bạn ở nhà em đông đông làm gì đấy? Các bạn đến chơi, em đi học về các bạn đến chơi xong rồi các bạn bảo là rủ em đi làm thuê. Rủ đi làm thuê á? Thế mấy bạn đấy không học à? Không, mấy bạn ấy bỏ học, có người thì bỏ học, có người thì học hết rồi. Thế là định rủ em đi đâu làm thuê? Đi đâu em cũng không nhớ nữa. Đấy, em đang học như này, nếu mà có các bạn đến chơi thì mình cho vào chơi. Nhưng mà đừng có nghe theo các bạn là bỏ học đi làm thuê nhé. Đấy, tí các bạn này bảo là em đi học làm cái gì. Đấy, đi học như tớ ấy, cũng có xin được việc đâu. Hay là bây giờ đi làm ấy, thì là còn một ngày được 200-300. Các bạn nói như thế em mà nghe theo các bạn đi làm này. Sau này là các ông các bà là thất vọng đấy nhá. Đấy. Đây, sổ khẩu đây đúng không? Cái sổ khẩu em Quân đây rồi các bác ạ. Thế thì bây giờ thì cháu sẽ cùng với cả em Quân là đi sang bên kia để xin cấp điện xem là họ có cho không, tại vì bây giờ thì cái chủ hộ. Đấy, chủ hộ đây không phải là em Quân. Mà chủ hộ là bố của em Quân cơ. Nhưng mà hiện tại thì bố của em Quân thì không ở đây. Bố em Quân là đi ở nhà vợ mới ở tít dưới kia cách chỗ này tầm 50 cây. Đấy thì Quân thì là con thôi thì không biết là có người ta có cấp điện cho hay không. Đấy, mình cứ đi ra đấy hỏi thử xem. Em có liên hệ được với bố em không dạo này? Không. Nếu không thì nếu mà người ta bắt buộc là phải có bố của em mới cấp điện cho, chắc phải lúc nào bố em về mới cấp được điện đấy. Bây giờ liên quan đến đường điện thì không có điện thì không hàn được cái hàng rào đấy, hàng rào trước cửa nhà ấy thì phải có điện rồi thì chúng cháu mới hàn cái đấy được các bác ạ. Đấy, đi lên trên kia một tí đi lên tầng 2. Các bác ạ, hiện tại thì cháu ở nhà ấy thì là cháu có thường xuyên là cháu đi lên bản để chia sẻ một số hoàn cảnh. Thì ở nhà là có em Mai, em nghe điện thoại hộ cháu ấy. Thì là cháu có một số mặt hàng đặc sản hiện tại là cháu đang bán ở trên kênh. Em Mai thì là ở nhà là nghe điện thoại và đóng hàng gửi cho các bác. Đây hiện tại là cái này đang vát hả em? Đúng rồi anh. Đây là mật ong cả tổ ấy đang vát này. Đây là cái này là các bác lấy thì cháu gửi cả sáp này đi cho các bác ngâm rượu này. Cái này phải lọc qua mấy lớp ấy các bác ạ. Thì cháu mới đóng vào chai và gửi đi cho các bác được. Đấy. Đây thì là em ấy đang đóng cả sáp cả mật đi gửi cho các bác này. Đây là một lọ này cả sáp cả mật này. Đấy, đây là 2 cân. Ngoài bên này thì có cái sâm tố nữ này. Đấy, còn đi sang bên này thì có một số mặt hàng hiện tại là cháu đang bán ở trên kênh. Xin phép các bác là cháu giới thiệu qua một chút đấy. Thì ở đây là cháu có măng nứa khô này. Măng này là cháu là hiện tại là nhập hết toàn bộ hộ anh Nga Páo để bán trên kênh.
rất là mong các bác ủng hộ đấy, ủng hộ anh A Páo cũng như là bà con ở trên này. Đây là măng miếng đã phơi khô rồi các bác này. Măng này ngâm ra thì bở ra nó rất là nhiều đấy, và khổ qua rừng này, và thuốc đau xương khớp, thuốc đau xương khớp này đấy, trị đau nhức xương khớp, bệnh gút này, đau lưng, đau gối, đau vai gáy, đau đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống, thoái vị đĩa đệm đấy. Và mật ong ngâm với hoa đu đủ này đấy, mật ong ngâm với gừng đen này, hạt óc chó này đấy, mật ong hoa bạc hà, mật ong khoái, cao atiso, trà giả cổ lam và bột nghệ. Đây đây là bột nghệ, cái này thì không phải là tinh bột mà là cái này là cái bột nghệ đấy, bột nghệ và tam thất, bột tam thất này là tam thất này các bác. Đấy, công dụng là bổ máu này, chống viêm này, làm tan u, chữa suy thận, chữa suy thần kinh, chữa suy nhược cơ thể kém ăn, hoa mắt, chóng mặt, thiếu máu, tăng hồng cầu, lưu thông máu, chữa viêm loét dạ dày. Đấy, rất là nhiều công dụng khác nhau. Đấy, còn một số mặt hàng nữa các bác ạ. Đấy thì các bác lấy sản phẩm trong máy ngày hôm nay thì hiện tại là cháu còn cao atiso là còn mấy miếng ấy, thì các bác mua từ 2 sản phẩm trở lên thì cháu sẽ tặng là cao atiso này cho các bác. Cao atiso thì tốt cho bệnh gan này và liên quan đến bệnh xương khớp. Đấy, bây giờ thì cháu với cả em Quân là sẽ đi sang bên điện lực để cầm cái sổ khẩu đi sang kia xin điện nhé. Đấy, xin người ta cấp điện cho. Còn bây giờ thì xin mời cô bác đồng hành với anh em cháu cô bác nhá. Thưa cô bác, là vừa rồi thì cháu với cả em Quân đi sang bên điện lực ấy, thì người ta bảo là sổ khẩu bây giờ là đứng tên của bố Quân, thì cho Quân là đi photo cái thẻ căn cước. Ngày trước là em với chị đi làm xong cái căn cước chưa? Xong rồi. À, là bây giờ có căn cước rồi đúng không? Bây giờ em Quân là đã có căn cước rồi thì chắc là có căn cước rồi dễ hơn. Thì bây giờ là em phải đi photo cái thẻ căn cước này và đi lên trên xã Nấm Dần ấy để xin cái giấy xác nhận nơi cư trú của mình ở bên công an, người ta ký cho. Thì em mang xuống đây, anh sẽ cầm cả cái thẻ căn cước của em đi photo, sau đó mang lên điện lực nộp, thì người ta sẽ làm một cái hồ sơ để cho em cấp cái nguồn điện riêng cho em. Hay nếu mà bố của em ở ấy thì là đất bìa đỏ là đứng tên của bố em nhỉ. Đấy, thì là nếu như không xin được cái giấy cư trú ấy thì là đất bìa đỏ thì là bố Quân thì có thể là không cần phải xác nhận nơi cư trú. Đấy, thì bây giờ là bố của Quân thì đi lấy vợ mới ở dưới kia thì không ở, thì phải xin được cái giấy kia. Đấy, thì chắc là ngày mai nhỉ. Ngày mai thì Quân xin xuống đây, xong là anh em cháu đi xin cấp lại. Còn bây giờ thì chắc là cháu với Quân là sẽ di chuyển đi về, bây giờ là cũng khá là tối rồi, đi về để xem cái lò vôi của Quân với cả xem một số cây trồng nữa. Và hiện tại là cái lốp xe của Quân là mòn hết rồi các bác ạ. Lốp mòn là đi nó hay bị ngã, bị xòe đúng không? Ngày trước là cô Thương Lê ở Đà Nẵng gửi tiền cho để mà tiết kiệm và sử dụng trong tiền học tập đúng không? Đấy, thì anh sẽ trích cái tiền đấy ra để đi thay cho em một cái lốp nhá. Đấy, thay cho em một cái lốp xe, bởi vì xe mòn hết rồi thì phải thay đi, không là nó lại ngã, lại lúc đấy lại còn bị làm sao ấy nhá. Đấy, bây giờ thì anh em cháu sẽ đi ra kia để thay cái lốp xe đã, xong anh em cháu về các bác ạ. Anh ơi, thay cho em cái lốp. Quân thích lốp như nào Quân ơi? Lốp chân chó hay là lốp bình thường? Bây giờ anh em cháu là sẽ đưa Quân ra đây để thay cái lốp này, sau đó thì anh em cháu mới di chuyển đi về. Lốp này có bảo hành không anh? Lốp bảo hành là thủ tục thôi. Dạ. Sắp với cái lốp bảo hành thì chết anh. Nếu mà bảo hành thì về làm giấy tờ đồng hoàng ấy. Không nói vào mồm là không được đâu. Cái đeo thì bây giờ Thành lô 1 triệu nó bảo hành cho 1 năm, thì phải 1 năm giỏi lắm, thì Thành 5 cái chứ bao nhiêu. 4 cái. Lốp này là tiền anh? 24. 24 ạ. Lốp cái xe này hôm nọ bị chết máy ấy.
Quân nó đi rửa chế là lại được rồi. Chắc bẩn chế nhỉ. Sau này anh có thu nhận đệ tử không? Học trò không? Thu nhận học viên không? Anh chỉ nhận nào biết làm thôi, biết làm. Sau này cho em xin một chân cho Quân ra đây học sửa xe được không anh? Được. Nếu mà có giới thiệu nhiệt tình. Vâng. Quân sau này muốn học sửa xe không? Anh xin vào nhà chú này học. Học không mất tiền. Học biết làm mình vào về nhà mình mở quán sửa xe rửa xe luôn. Rửa xe hay xăm cái lốp nó phải làm bên ngoài thôi. Ừ. Dạ. Yeah. Trước là mấy anh em cháu cũng xuống nhà anh này để học ấy, học sửa xe. Bây giờ lâu quá quên hết rồi. Chỗ nhà Quân mà có quán sửa xe cũng được ấy. Xăm nó chưa thủng nó nha anh nha. Cẩn thận đi. Không, tí bảo là thay cả xăm cho em là không được đâu. Đấy, Mayer vẫn chưa hỏng đâu. Giảm giật chưa cháy. Bi vẫn còn. Bi vẫn chưa hỏng. Ôi, lốp này mòn lắm rồi nhỉ. Đây. Lốp này dễ bị đo đường lắm ấy. À, đi đường bê tông à? Khi nhà mày chọn đường bê tông. Đường bê tông nó mới mòn lốp kiểu này. Dễ chưa mất đi nào thì chưa mất hết. À. Đường bê tông khắc chế. Má phanh còn nhỉ? Vừa thay à? Vừa thay những cái gì rồi? À, ui rồi. Thế là thay nhiều phết rồi nhỉ? À, thay hết 270.000 rồi. Bây giờ chỉ việc thay mỗi lốp nữa thôi nhỉ? Là đi về thôi. Về nhà tưới cây. Quân sau này học xong 12 có muốn đi học sửa xe không? Sửa xe máy á? Nếu mà không yêu nghề thì mình cũng chẳng muốn đi học đúng không? Phải yêu nghề thì mình mới theo đuổi được. Nếu mà sau này mà muốn học nghề gì đấy, sửa xe ở trong huyện này hay là nghề cơ khí các thứ thì cứ bảo với anh. Nhưng mà bây giờ em phải đi học xong đã nhờ. Đấy, cái trước mắt bây giờ là phải học. Không được nghĩ thế là đi làm. Mình lớn rồi thì mình không làm sau. Thì vấn đề trước mắt bây giờ ấy, thì là vấn đề đang tuổi ăn tuổi học, đang được công các bà giúp đỡ mình cố gắng học tập đã. Có mua thêm cái gì nữa không hả Quân? Hả? Hôm nay trời nắng này thì tí về anh em mình phải về tưới cây nhá. Trời nắng này phải tưới cây nó mới. Hả? Nếu mà em phun xuống đây để phun hai phương tiện thì em còn em phải chưa chưa được biết, em bảo là trường hay chồng nó xuống đây. Ủa, tí nữa về còn bao nhiêu cây thì anh em mình trồng hết đi nhỉ? Nào trồng hết. Còn 7 cây à? À thế tí trồng hết đi. Không à, để lâu nó chết đi. Các bác ơi, ngày hôm nay thì em Quân lại tiếp tục là mang mật ong khoái xuống đây để nhờ vợ chồng cháu bán hộ. Tổ này thì có bao nhiêu cân hả Quân? Tính cả cây là 10 cân. Tính cả cái cây này là 10 cân à? Vâng. Tổ này là có bao nhiêu bạn chung? Có 5 bạn. À, 5 bạn à. Vâng. Bây giờ cho anh cắt ra để cho các ông các bà là cùng xem nhé. Vâng. Đây các bác ạ, cháu sẽ cắt ra. Cái này thì cháu cắt ra ấy, thì là cháu sẽ phải lọc qua là 3 lớp. Đấy, 3 lớp nữa thì cháu mới đóng vào chai. Nên là các bác yên tâm. Đây mật ong thì là mật nguyên chất 100% này. Đây là cả cái mảng, cả sáp này. Mật thì cũng đã chảy ra một chút rồi đây này.
Các bác đang gặp phải cái tình trạng như là ho khan, ho gió, ho có đờm hoặc là ho dai dẳng không dứt thì các bác liên hệ cho vợ chồng cháu lấy mật ong về đấy, uống, hoặc là uống để tăng cường sức khỏe. Và mật ong thì có rất là nhiều công dụng khác nhau, các bác đã từng sử dụng thì các bác cũng biết rồi đấy. Thì cái này thì anh em cháu cũng bán hộ em Quân thôi, em Quân với cả bà con ở trên này là đi khai thác ở trên rừng về. Đây toàn là mật nguyên chất 100%. Hôm nay thì các bác lấy mật ong này thì cháu có thể là sẽ tặng cái sáp này cho các bác để về ngâm rượu. Bây giờ anh em cháu sẽ cắt cả cái sáp bầu mật này ra. Em giữ hộ anh nhá Quân nhá. Ủa cái này nặng phết đấy. Cái mật này vắt ra chắc phải được tầm khoảng 8 chai này. Đây. Cái sáp này thì anh sẽ đợt này anh sẽ không vắt nữa, anh sẽ để cả cái cục này để cho mật tự chảy xuống nhá. Và các bác lấy thì là anh sẽ gửi tặng sáp này cho các bác. Đấy, cái này thì cháu chỉ cần cắt cái miếng ở trên này ra thôi. Đấy. Là dốc một lúc thì mật nó sẽ tự chảy xuống hết này. Mật ong thì các bác mang về có thể dùng ngâm với gừng đen. Hiện tại thì gừng đen này cháu đang bán ở trên kênh. Các bác về có thể thái nhỏ như thế này, hoặc là thái nhỏ nữa để ngâm với mật ong các bác nhé. Cái này là thái nhỏ ấy, cho vào lọ thủy tinh này. Đấy, các bác cho vào cái lọ thủy tinh này. Và sau đó thì đổ mật ong vào. Đấy, là có thể ngâm tầm 1 tháng hoặc là hơn 1 tháng một chút là các bác đã dùng được rồi. Rất là tốt cho sức khỏe. Thưa cô bác, là vừa rồi thì cháu đang lọc ở đây. Thì cái này thì chắc lọc ra hết thì tự được tầm khoảng 6 chai. Đấy, thì khi mà mật ong bất kể của em Quân hay của cô bác ở trong thôn nào mang ra bán cho cháu thì cháu cũng phải kiểm tra cái chất lượng mật làm sao cho chuẩn và đúng mật ở trên rừng thì cháu mới gửi đi cho các bác. Đây mật ong của cháu thì các bác yên tâm là có ở cái chai này là chai 1 lít này, có logo của cháu ở đây. Đấy, cái tem là cháu dán ở miệng chai này, thân chai có chữ Quyền Yển TV và số điện thoại địa chỉ của cháu ở đây, nên là các bác mua hàng thì yên tâm. Bây giờ cháu sẽ mở ra một chai này. Đấy, các bác nhận được hàng thì các bác thấy có cái tem Quyền Yển ấy, là chưa bị xé, là của cháu này, và cháu có quấn thêm một cái lớp băng dính vào đây nữa các bác nhé. Đấy, thì mở cái chai ra các bác nghe thấy cái tạch một cái đấy, thì là mật ong là chưa bị mở ra này. Cháu sẽ rót ra cái cốc thủy tinh này cho các bác là xem. Đây, đây là mật ong. Mật ong thì khi mà rót ra nước ấy thì là nó sẽ chưa tan luôn. Đấy, sẽ nhìn nó mật nó sẽ rất là trong và đặc. Đấy, thì khuấy đều lên thì nó mới tan. Đấy, các bác có thể pha uống vào buổi sáng trộn với ít bột nghệ khi mà các bác bị đau dạ dày. Đấy, hoặc là ngâm với cái củ gừng đen này này các bác. Đấy, cho vào cái lọ và đổ mật ong vào và ngâm thôi. Thì các bác mua mật ong nguyên chất thì các bác liên hệ cho cháu qua số điện thoại cháu ghim ở trên màn hình các bác nhé. Đây là 0369 944 064. Rất là mong cô bác sẽ ủng hộ mật ong của em Quân cũng như là của bà con ở trên này. Cảm ơn các bác, xin mời các bác tiếp tục theo dõi video. Thưa cô bác, là vừa rồi thì cháu là di chuyển từ dưới huyện vào đây rồi. Thì hiện tại là chưa có điện ấy, thì cháu vẫn chưa rào được cái này. Thì ngày mai là em Quân em lấy cái sổ xuống dưới kia thì cháu mới xin cấp được điện các bác ạ. Ở trên này thì giờ này là rất là gió luôn. Phải có điện thì mai là cháu sửa toàn bộ lại cái cực chỗ này. Đấy, tại vì là ngày trước thì có kẻ xấu đến đây rất là nhiều. Đấy, có đêm thì Quân đang ngủ ấy, bị kẻ xấu là đập cửa ở đây. Đấy, một mình Quân ở nhà thì cũng rất là sợ. Hôm nọ thì Quân có nung đá vôi ở trong này ấy, là lấy vào trong này cất. Úi dồi, mang hết vào trong nhà cất à? Vâng. Sao lại không để ở ngoài kia? Người ta trộm ấy. À, sợ người ta trộm à? Ừ. Ủa, chỗ này nóng nhỉ? Ừ. Vẫn còn nóng ấy nhỉ? Em tưởng không chín cái đoàn đá này này to lắm nhưng mà nó gãy hết. Chín chưa? Chín hết rồi. À. Cái này nó tự nở ra, bây giờ mình làm kiểu gì cho nó nát thành bột ấy? Nó tự nở ra, nếu mà mình muốn nhanh thì mình lấy nước để vào một chút thôi. À, cho lấy cái cục này đi để nước xem. À. Cái đá vôi này thì thường thường là họ bán bao nhiêu tiền một cân em? 10.000. Hả? 10.000. 10.000 thôi à? Vâng. Cái này là Quân làm rất là quen rồi các bác ạ.
bây giờ phải đợi các bạn về mới bắt đầu là chia nhau. Ôi là nó quá, cái này là không cẩn thận nó bỏng tay đấy nhỉ. Nó để một tí nữa. Nào mang đi một ít đi bắt cá nhỉ? Dưới kia còn mà, trong kia nó rơi bọn em lấy không được hết. À, thế hôm nào thì cháu sẽ cùng với cả Quân, với các bạn của Quân là đi đi xuống suối, lấy đi xuống suối bắt cá. Thế còn anh gắn mic vào trong này cho gió đỡ thổi. Ở trong này là còn có mấy cây ấy các bác ạ. Thì anh em mình sẽ mang đi trồng nốt nhé. Đấy, hôm nọ là không có thời gian để trồng ấy. Đây còn mấy cây nữa mà. Cây đấy chết rồi. Chết rồi? Ừ. À. Rồi chết rồi thôi. Đây còn 9 cây. Còn 9 cây à? Yeah. Nhưng mà nó chưa, nhưng mà chưa có phân. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ mang cây đi trồng nhé. Wow. Sau đó thì tí nữa lại tưới cây. Cây này là cây, cây lê. Hôm nọ có bác nào bảo xin em cho chưa? Cho rồi. À, nói đi. Lấy cho hai, có ba bác Việt, bác ba bác xin. Có cuốc cho em này. Có cuốc ở dưới này chưa? Cái lê là trước em trồng ở khu nào? Ở gần cái đấy, gần cái lò. Cái kia là kia có một cái. Đất mùa này bắt đầu là khô rồi đấy. Ở trên này vẫn chưa trồng một tí nào cả đấy. Từ cái khu cho em Quân đang đứng đây và xuống cái kia vẫn chưa trồng. Ai lấy cây chanh về trồng à? Cây quất mà. À cây quất à? Ừ. Vẫn sống ấy nhỉ? Ừ. Đất nhà Quân thì rất là rộng luôn các bác ạ. Từ cái khe suối kia ra đến đây luôn. Đấy, từ đến nhà này và bên kia là còn một ô nữa. Đi cẩn thận nhé. Đấy, mấy hôm nay là các bạn của Quân ra đây đông người ấy, là đường này đi mòn hết rồi. Đấy, còn khu này vẫn chưa trồng cái gì này các bác này. Đấy, cái khu vực này là đất của em Quân nhưng mà vẫn chưa trồng. Đấy, vẫn chưa có cây để trồng. Cái lò này là cái lò đung đá vôi của các em ấy. Nó vẫn chưa lấy hết đâu đúng không? Ừ. Bây giờ có bao giờ mới lại tiếp tục là nung? Chắc là không nung nữa. Không nung nữa à? Ừ. Tốn củi quá nhỉ? Ừ. Bao nhiêu củi các em ấy lấy về đây ấy, xếp ở đây mà. Hết rồi, bây giờ hết sạch luôn. Thế cả nung cái này là còn phải đi tìm đá nữa. Phải đi mót đá. Ở đây chín chưa? Chín hết rồi. Ừ. Em đi lấy cuốc đi, xong em mình bắt đầu đào hố. Cái này kệ mấy nữa mình lấy đi xuống suối kia. Bắt cá. Này cái loại này này. Nhờ, cái này được ấy nhờ. Các bạn làm rất là quen rồi các bác ạ. Nên là cái này là ngày trước khi mà ông bà của Quân còn sống ấy, là ông bà với cả Quân ấy là cũng hay là nung cái đá vôi này để mang đi bán.
Đấy, một cân là được 10.000. Nhưng mà để mà làm được cái này ấy, thì là tốn rất là nhiều công. Phải lấy củi rất là nhiều này, sau đó thì lại phải đi vác đá về. Mấy cái cây ở đây là sống hết rồi đây này. Đấy. Cây này em trồng hơi thưa. Cái loại mận này chết 2 cây. Chết 2 cây à? Ừ. Ở tận đâu? Ở dưới kia. À. Có một cái cuốc rồi à? Ừ. À cái này là trồng cây lê đấy đúng không? Ừ. Để em cuốc nha, để anh trồng cho. Để nước. Cái vòi nước em kéo vào đây. Quân thì hiện tại là bố của em ấy thì đi lấy ở nhà vợ dưới kia. Thế thì cũng không quay trở lại đây nữa. Tại vì là cái ngày trước ấy, khi mà bố của em Quân còn ở đây ấy, là có bao nhiêu bao thóc là cứ vác đi bán thôi. Đấy, sau đó thì bố của Quân hiện tại là cũng quyết định là không ở đây nữa rồi. Là đi xuống dưới kia ở với vợ. Ngày trước là cháu với Quân xuống ấy, thì là chú ấy cũng bảo là ăn Tết ở dưới kia xong là đi làm. Không biết là giờ đã đi làm hay chưa. Bố của em bây giờ đi làm chưa Quân? Đi rồi. Đi làm rồi à? Gió to quá. Ôi giời. Mấy đứa có điện này bắn lại hết cái ốp sườn kia. Nó bị bay ra hết rồi. Nhưng mà gió to như này tầm 10 ngày nữa là bay ra hết rồi. Đấy thì chắc là ngày mai là em đi học ấy. Xong học xong em vào xã chỗ công an nhá, xin cho anh cái giấy xác nhận nơi cư trú của mình. Công an đóng dấu đỏ vào đấy. Thì chiều mai là anh đi xin để người ta cấp điện ấy, mới có cái điện để vào đây hàn nhá. Vâng. Chiều nào cũng có việc để làm này, tăng cường sức khỏe đấy. Mấy nữa mình sẽ đi đâu xin vài bao phân về. Trồng một buổi có được 10 cây thôi. À, một buổi trồng được 10 cây à? Ừ. Cái này là nhà ông bà chủ đất có con dê ấy, phải để ý nhá. Vâng. Con dê bị ăn là mồm con dê nó độc lắm, ăn là chết luôn ấy. Đất chỗ này thì còn mềm nên em thả nước vào liên tục ấy. Cũng khá cứng lắm. Sau này cây này là cây của anh nhá.
cái cây mà trồng sau Tết này thì cái tỷ lệ sống của nó không được tốt như ở mấy cái cây mà trồng trước Tết kia. Cái cây trồng trước Tết kia là bây giờ nó phát triển rất là tốt rồi. Chỗ này thì em ấy trồng hơi thưa các bác ạ. Mấy hôm nay các bạn của Quân ở nhà làm những việc gì Quân? Bạn lập với bạn Tái. Mấy cỏ, mấy củi, chăn trâu, chăn bò thì à. Cái vườn ở bên bác Hà kia là tốt lắm nhỉ? Yeah. Ở đây là gió to lắm các bác ạ. Mấy cái cây ở trên này là trồng trước Tết thì bây giờ phát triển rất là tốt này. Đấy. Cây này là cây cô Lâm Chiêm ấy, cô ấy trồng. Ở dưới này chỗ nhà em Quân ấy là rất là đẹp luôn. Nếu mà sau này mà phát triển du lịch thì chỗ nhà em Quân này ở dưới huyện lên trên này là có cái tiềm năng nhất này các bác. Em Quân và các bạn ấy là buổi tối và đầu chiều thì các bạn hay đi xuống suối này. Một là đi tắm, hai là đi bắt cá ở dưới này. Dưới này thì nước rất là sạch. Em Quân thì hiện tại là đang tưới nước ở trên này. Nhà thì mấy hôm nay là đã kéo dây điện xong rồi. Như vừa nãy cháu bảo ấy thì là vẫn chưa xong cái hồ sơ nên là hiện tại là vẫn chưa có điện để mà dùng. Có cây nào chết không em? Cái trồng trước thì không có cây nào anh ạ. Đấy, đất ở cái khu vực mà em đang đứng ở đây ấy, thì là đất đây là tốt hơn đấy. Chỗ này ngày xưa là đốt rồi, là hình như ngày xưa ông bà cũng chưa có trồng gì lên trên này. Đấy, ở đây có cái cây lê là phát triển tốt phết đấy các bác. Mận ở đây thì toàn bộ trồng là cây mận chín sớm. Những cây như thế này mà không tưới nước thì chắc là nó cũng chả sống được. Đấy, hôm nào Quân cũng ra đây để chiều hôm nào cũng sẽ phải xuống đây để tưới nước. Vừa nãy vừa nói chuyện trêu với Quân ấy, bảo là sau này mà bố mà đi lấy đâu mà rủ thêm một người vợ nữa vào đây, sau đó mà đẻ con thì Quân tính thế nào. Quân bảo là đất này là đất của anh chị cũng như là ông bà mua cho Quân rồi, nên là hiện tại là bố có rủ ai về hay là sau này bố có thêm người con nào nữa thì cũng không được chung với Quân. Đấy thì Quân nói rất là đúng luôn các bác. Toàn bộ cái đất này thì là đất của cô bác ông bà mẹ Quân là mua cho Quân, nên là sau này toàn bộ
cái đất này. Bao giờ em Quân đủ 18 tuổi thì là vợ chồng cháu là chuyển đổi đất cho em Quân đứng tên. Đấy, thì để cháu yên tâm thì hiện tại là vợ chồng cháu vẫn đang đứng hộ về cái phần đất này cho em Quân các bác ạ. À, về cái phần ngôi nhà của ông bà chủ đất ấy, sau khi mà ông bà bán đất ở đây xong ấy, thì là hiện tại là ông bà cũng đã gọi đội thợ nào vào chắt nhà rồi. Hiện tại là đã có những cái cây giàn giáo hay là chắt, đang chắt rồi, chắt cả mặt trong mặt ngoài. Hình như là thợ là lấy 40 triệu các bác ạ. Thì ngày trước ông bảo là nhờ cháu tìm thợ và bảo đội thợ của cháu làm hộ, nhưng mà không thấy ông bảo gì nữa. Thì vài hôm sau thì thấy đội thợ của ông bà làm luôn rồi. Đấy. Quân thì hiện tại là đã được các cô bác ông bà giúp đỡ rất là nhiều. Đấy, đã cuộc sống đã tốt hơn so với rất là nhiều bạn rồi, nhưng mà chúng cháu vẫn thường xuyên là chia sẻ về công việc hàng ngày để cho cô bác anh chị là cùng theo dõi những cuộc hành trình của em Quân. Tại vì là Quân có thể nói là một người được rất là nhiều cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước quan tâm. Chính vì vậy thì khi mà anh em cháu mà không chia sẻ thì các bác cũng hỏi rất là nhiều, bảo sao dạo này không thấy chia sẻ về hoàn cảnh của bé Quân nữa. Toàn bộ cái khu vực đất này thì là mấy nữa sau này đến mùa trồng cây thì chắc là anh em cháu mới bắt đầu là trồng tiếp thôi. Cái đợt này trồng ấy thì là cũng hơi quá muộn rồi các bác ạ, hơi quá mùa để trồng rồi. Đấy, trồng thì sợ là thứ nhất là mua về nó phí, thứ hai là đào hố rồi thì cũng mệt, tốn công. Các bác anh chị, là vừa rồi thì cháu với cả em Quân là đi tưới cây, và ngày hôm nay thì cháu là đi xin điện cùng với cả em Quân, nhưng mà vẫn chưa xong cái thủ tục. Ngày mai thì em Quân là mang xuống cho cháu ấy, thì cháu sẽ đi làm hộ em Quân các bác ạ. Một lần nữa thì cháu thay mặt cho em Quân là xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác. Cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng với vợ chồng cháu để giúp đỡ em Quân có một cuộc sống tốt hơn như bây giờ. Đấy. Bây giờ thì cũng gần tối rồi thì em Quân ở nhà vẫn chưa có điện đâu. Mấy hôm nay là toàn nấu cơm bằng bếp ga ấy đúng không? Bình ga là sắp hết chưa em? À. Thế còn vôi kia là bao giờ các bạn về mới chia nhau à? À, tan hết mới chia nhau đúng không? Đấy, chắc là anh cũng đi về thôi. Thì ngày mai là xong giấy tờ như thế nào thì gọi điện cho anh nhé. Anh còn Quân đã gửi lời cảm ơn đến các ông các bà đấy. Xong rồi anh kết thúc video. Con cảm ơn các ông các bà rất là nhiều. Nếu mà không có các ông các bà thì con cũng không có được như ngày hôm nay. Con cảm ơn các ông các bà rất là nhiều. Rồi. Thưa các bác, là thước phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Bây giờ cho cháu kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Xin chào các bác. Con chào các bác.